850. Cái kêu anh chị ảnh ảnh vô ảnh nói cái nội dung cái cục gì đó. Rồi đi vô căn ngày này mới sao đó. Căn này mới thẳng mới không á. Xuống cái bản vẽ này đó, vẽ cái lỗ xuống kích thước hàng này cho chặt nha. Thật à? Thầy bên kích thước anh bên này cho vậy, bên này bóp vô cái miệng ở trên của cái cần nè. Bắt đầu bữa em xuống là tôi phải bóp miệng trên cái thùng ở trên. Bóp miệng thùng trên em vô chứ nó lật trong một phần hai phần. Nó bóp vô.